Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới che trời chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Sao vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Trời ơi. Trời ơi, sao trên đời này lại có một người đàn ông như vậy? Ôi, Thiện Sa. Hả? Bà làm cái gì vậy? Bà qua nhà tôi là bà phải ngồi và nói chuyện với tôi. Mắt gì cầm cái điện thoại cái cắt lưỡi hoài vậy? Trời ơi nè, bà coi đi, vợ chồng son nè. À, ông chồng Tây đó, vợ Việt Nam đó. Rồi rồi, thôi, biết rồi. Chương trình này tôi có coi. Bà á, bà bây giờ bà mới coi là bà lạc hậu dữ lắm rồi. Ông chồng Tây này tên tiếng Việt là Nam đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi coi kỹ lắm luôn á. Thương vợ mà lo lắng cho vợ cực kỳ. Chính xác luôn. Trời mà tôi nói thiệt bà, mấy cái dạng chồng Tây này tôi gặp cũng nhiều lắm nha. Ở trong nhà hàng tôi đó, đi đến nhà hàng á là phải căn dặn đầu bếp là làm món ăn như thế nào cho hợp khẩu vị của người vợ của mình. Xong rồi á là bàn ăn phải bài trí là có nến, có hoa. Rồi khi mà vợ tới á là kéo ghế ra nè, mời vô ngồi. Xong rồi kéo ghế vô, xong rồi ổng mới ngồi xuống cắt thức ăn cho vợ nữa. Coi sướng không? Trời ơi, lãng mạn lắm hả? Không mà. Ừ, lãng mạn lắm. Trời ơi, coi xong rồi nghe bà kể nữa muốn nắm đầu cha mộng thường đánh trận ghê luôn á. Ôi bà vô duyên quá vợ, tự nhiên. Trời ơi, coi xong thấy chồng ta thấy phát ham luôn vậy à. Tôi kể bà nghe còn một chuyện nữa. Hôm bữa nhà hàng tôi có một cái cặp kia đến nha, cũng chồng Tây luôn, nắm tay vợ khoát tay vậy nè, đi vô nhà hàng xong rồi hai người ngồi với nhau rất là tình tứ và lãng mạn. Hỏi ra mới biết á là cưới nhau là hơn một chục năm rồi. Tự vậy hả? Vậy mà nhìn vô tưởng đâu vợ chồng son không? Tôi thấy thương ghê không? Rồi không biết chừng chục năm nữa không biết cha mộng thường cha có nắm tay tôi vậy không ta? Ý trời ơi. Bây giờ bà thấy ổng đối xử với bà làm sao không mà đòi tới chục năm? Vậy nữa vậy? Nữa. Về hoài vậy? Nói tới là tức là muốn nắm đầu đánh liền tại chỗ. Ê, trời ơi. Cái bà này ngộ thiệt á. Hỡn chút là đánh, hỡn chút nắm đầu ổng chi vậy? Bây giờ bà phải tìm cái cách nào bà giáo huấn ổng. Giáo huấn gì trời ơi, cái đó là bản chất trong người không, mà sao giáo huấn như người ta được. Cũng đúng ha. Bởi vậy nhiều khi cũng khổ tâm. Phải mà tôi ước gì tôi có được một ông chồng Tây, rồi ga lăng, lịch thiệp. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi vào nhà hàng, anh kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống. Sau đó thì mắt nhìn mắt, tay nắm tay, chuyện trò. Trời ơi, lãng mạn lắm luôn á. Bà nhà nghe, tôi về tôi đánh cha mộng thường mới được. Ôi tức quá rồi. Ê, ê bà Tiên Sa. Chồng Tây có cái gì đâu mà hay vậy đó. Mấy bà cứ ham. Chồng nào mà không là chồng, chưa chắc thằng chồng Tây nó chiều vợ thằng chồng ta. Có gì đâu, chồng thì nó cũng lau dọn nhà, quét nhà, mấy cái đó mình làm hết chứ bộ. Mấy thằng chồng Tây ấy, nó ăn nói lịch thiệp lắm. Thì cũng lắm nó có tiền, nó mua đồ, nó mặc đẹp hơn mình thôi chứ. À, chuyện nhỏ. Mấy bữa nay á, tôi cứ bị ám ảnh về cái chuyện mà lấy chồng Tây. Trời ơi, chồng Tây vừa lịch thiệp vừa ga lăng nữa. Ước gì á tôi trở lại cái thời thanh xuân khi mà tôi chưa có chồng là tôi kiếm chồng Tây rồi. Thiệt á, giờ không lẽ tôi cho con cha mộng thường đi qua bên Tây ở thời gian
đi về ổng tay tay lên chút. Có đâu mà người lúc nào cũng lượm thượm. Thôi nhìn đi. Ổng gớm ghiếc chứ sợ luôn. Bà ơi, bà nghĩ sao vậy? Ông đó ổng có qua tay ổng ở 10 năm đi chăng nữa thì ổng cũng y chang vậy à. Trời ơi. Hey baby. Cái gì vậy? What the hell? Ủa, cái gì thấy ghê vậy? Nắm lấy tay anh, anh sẽ đưa em vào trong. Ông bị điên hả? Trời nóng quá nên rồ rồi đúng không? Ra. Cái này không phải là điên, người ta gọi là lịch lãm, gentleman. Hả? Ông nói cái tiếng gì vậy? Tiếng Tây đó. Cái gì gentleman gì là cái gì? Là phong cách lịch lãm của một người đàn ông. Bộ em không sao. Đây đây em vô cái đây. Cái gì vậy trời ơi? Từ từ thôi, chậm chậm thôi. Làm cái gì mà mờ ám quá vậy? Nè. Hôm nay á, anh sẽ dành cho vợ một bất ngờ nha. Chịu không? Sao? Không có được mở mắt ra nha. Ừ. Đưa cái giỏ đây cho anh. Nay ông làm sao vậy trời? Vợ yêu, mở mắt ra đi. Tặng hoa. Tặng hoa cho em đó. Trời, gì hôm nay anh lạ dữ vậy? Trời ơi, thắp đèn cầy. Giữa trưa nắng nóng mà anh đem thắp đèn cầy. Anh tính thui em hay gì vậy? Cái này người ta gọi là lãng mạn. Lãng mạn? Vợ yêu, hãy nhận lấy tình yêu của anh. Cảm ơn anh nha. Thấy ghê quá vậy. Đấy, em không cần phải làm cái việc đó. Mời vợ ngồi. Sao chồng tôi hôm nay không lạ vậy trời? Vợ hả? Vợ có thấy đói bụng không? Đói, trưa nay ăn gì vậy? Anh có chuẩn bị cho vợ một bất ngờ. Ừ. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt nữa hả? Một món ăn tuyệt vời. Rồi. Hả? Thịt luộc hả? Hả? Ê, vậy là đủ bộ luôn rồi đó. Có hoa nè, đèn cầy cúng, thịt luộc. Ông tính cúng cô hồn tôi hả? Đâu có. Còn trái trứng với lại hai con tôm nữa mới đủ bộ chứ. Trứng với hai con tôm không? Không, không. Ông mà đem đủ bộ ra đây là ông chết ông với tôi chứ ở đó. Có thương, đừng có giận dỗi vậy được không? Cái này là món ăn đặc trưng. Món ăn đặc trưng gì? Có ai đời á ăn thịt luộc mà để nguyên một cục như vậy không? Cắn một cái cho nó tứa mỡ ra hay chi? Đâu có. Anh tính hết trong đầu rồi chứ bộ. Anh để một cục như vậy là để có thời gian cầm cái cây dao cắt thịt cho em ăn. Như vậy mới lãng mạn chứ. Để em cắt cho. Chết cha rồi. Thiếu sốt. Sốt nữa? Ừ. Nay chồng tôi chu đáo dữ. Xích vang, xích nấm, xích kem y. Sốt mắm tôm. Đúng rồi. Ăn thịt luộc là phải chấm với mắm tôm nó mới ngon chứ. Vậy cũng được nữa hả? Ừ thôi, mình nhập tiệc đi. Ủa mà sao hôm nay anh lạ quá vậy? Yên tâm đi, còn nhiều bất ngờ nữa vẫn yêu. Thôi anh đừng có cắt nữa, em no lắm rồi. Mâm mâm một miếng nè. Em ăn không nổi nữa, thiệt ngán quá. Cạn ly. Cạn ly. Ngày hôm nay á, giờ thấy thế nào? Bất ngờ lắm. Có thú vị không? Ừ, cũng thú. Hả? Ý là thú với những cái vị này. Giờ thích á, là anh vui lắm. Nhưng mà giờ ơi. Còn một bất ngờ nữa. Bất ngờ nữa hả? Chờ chút xíu nha.
Anh làm trò gì nữa vậy? Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời quý cô nhảy một bản nhạc tango cùng với tôi không? Thôi đi. Quý cô yên tâm, tôi sẽ dìu cô. Trời ơi. Trời ơi, anh bị điên hả? Anh làm cái trò gì vậy? Bực bội quá đi, nãy giờ nhịn đủ lắm rồi đó nha. Thì anh chuẩn bị hết tất cả những điều này là vì em mà. Vì em cái gì? Tôi nói tôi thích vậy hồi nào? Thì anh có nghe em nói với chị Tiên Sa là em thích chồng Tây, em thích một người đàn ông là phải biết chuẩn bị cho em mọi thứ, chuẩn bị cho em một bữa ăn tối nó lãng mạn. Đó là lý do anh chuẩn bị hết tất cả những điều này mà. Hùng Dũng, trời ơi, tôi nói tôi thích chồng Tây ở đây á có nghĩa là tôi thích cái phong cách được phục vụ, được yêu thương. Vậy giống như là có một cái bữa ăn thật là thú vị, lãng mạn với anh nến, rồi đồ ăn Tây. Còn anh ở đây hả, anh chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ này á là miền Tây, hiểu chưa? Nghĩ làm sao vậy? Làm ba cái trò gì đâu mà không thể nào mà chấp nhận được. Đâu phải anh không muốn đâu, anh nói thiệt với vợ, anh còn muốn hơn như vậy nữa. Thậm chí anh còn ước mơ là anh sẽ dắt vợ vô nhà năm sau ăn tối với vợ dưới ánh nến lung linh. Nhưng mà thật sự là anh không có đủ tiền chứ bộ. Em nghĩ đi, thịt bò bỏ mắc hơn thịt heo, cái nến bự tiền đâu mua. Bởi vì giờ có bao nhiêu dốc hết rồi đó, anh để dành cả tháng trời có được vậy. Anh xin lỗi, mày không thích thì thôi. Thôi mà, em hiểu tấm lòng của anh rồi. Mà em nói anh nghe nè, em nói em thích chồng Tây vậy thôi. Nhưng mà làm sao mà qua được chồng của em, đúng không? Bây giờ dù cho chồng Tây có yêu thương vợ, có chiều chuộng vợ như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chồng của người ta. Còn anh nè, anh mới là chồng của em chứ bộ. Dạ nói thiệt chứ. Thiệt. Và tôi là vì vợ tôi là nhất trên đời. Sao rồi, nãy giờ dạ anh thấy sao rồi, có đỡ nhức mỏi chưa? Đỡ mà nhẹ nhẹ thôi. Hơi mạnh tay. Mỏi hơi lòng rồi đó. Hơi mạnh tay thôi nhưng mà nhẹ thôi nha. Nó nghe nè. Sao? Bây giờ anh đang bớt con mỏi tay lắm rồi đó. Cho anh xin miếng tiền anh xài hết tiền xài rồi. Tôi biết lắm mà. Vợ chồng hiểu nhau mà. Hay quá ha. Hết tiền rồi phải không? Hết tiền rồi. Xài mốt xài tiết kiệm chút nghe không? Ừ. Xin tiền hoài à, khổ ghê vậy đó. Nè. Cảm ơn vợ nha. Trời ơi, trời. Cho quá trời tiền luôn, 12, 14, 16, 18, 20 ngàn. Không được tiền chẳng nữa, đưa 20 ngàn tiền lẻ. Sao cho ít vậy? Xài đâu đủ đâu. Gì? Đủ ly cà phê vậy. Khùng ghê luôn á. Ai kêu uống một cà phê làm chi? 20 ngàn này ra siêu thị mua cà phê Hòa Tan về đó, uống 3 ngàn một gói thôi. Trời ơi, tính kỹ lên vậy luôn nè. Ừ. Con cho thêm miếng nữa đi, 20 ngàn ra ngoài uống cà phê bạn bè nó cười chết luôn á. Thiệt tình đó, anh đó nha, cứ biết tôi hay xìu lòng là năn nỉ hoài. Thương em chủ đó thôi á, anh bớt nha. Một lần nữa thôi nghe không? Lần này lần cuối. Trời ơi, có 1 ngàn. Ôi, tôi xin có 1 ngàn vậy. Nãy em quên, một gói cà phê 3 ngàn lần. Này 21 ngàn là 7 gói uống được tuần lễ, hiểu không? Ui sao mốt ra 2 tợn trăm sao có 1 ngàn nữa. Ê, gì?
Hai tờ 100 này nó phải của anh. Anh nghĩ anh được hả? Mơ đi. Trời, vợ đúng thương luôn á. Đi đâu mà xin tiền cho 21 ngàn. Gọi đây còn được nhiêu? 26 ngàn nữa, 47 ngàn. Làm ăn gì trời? Anh coi đó, ngàn vợ em cho 3 ngàn à. Hỏi có keo kiệt không? 3 ngàn là quá hạnh phúc rồi. Anh mày đầu tắt mặt tối luôn nè. Sơ tóc trước ngược tóc sau, có cho đồng nào đâu. Buồn khóc luôn. Ê Hoàng, ước gì á, tự nhiên á, anh em mình á có một số tiền lớn thiệt lớn, tha hồ tiêu xài phung phí. Đi du lịch chắc lúc đó đã lắm à. Cần gì phải ước ao, cần gì phải cắt cao. Mua tờ giấy số, chiều nay trúng giải cao. Anh Mộng Thường, em còn có 5 tờ, sáng giờ bán ế quá, không ai mua á. Anh mua tiếp em đi. Trời ơi, biết đâu chuyện nay anh vô Đậu Bắc á, nó thành tỷ phú luôn á. Vậy hả? Dạ. Mua là trúng tỷ phú hả? Dạ. Mấy tờ này trúng không? Dạ trúng. Trúng mày để bán luôn đi. Anh, mua giùm em đi. Nghĩ sao mà vé số mà biết trước chuyện này trúng gì để trúng vụ tôi mua vậy? Cắt tôi cũng không có. Anh Hoàng. Gì? Em mời anh cũng đâu có tiền đâu mua, đúng không? Còn mà nói tao không có tiền quý số mày hả? Mấy tờ? Dạ còn 5 tờ anh. 5 tờ đúng không? Dạ. Tao mua hết 5 tờ của mày. Mua 5 tờ luôn. Trời ơi, thiệt hả Hoàng? Đếm mày. Dạ. Mày đếm lại coi đủ không? Trời ơi, anh Hoàng ơi, anh đúng là vị cứu tinh của cuộc đời em luôn á. Ở đó 47 ngàn phải không? Thiếu 3 ngàn à, mang lại trả. Trời ơi, anh. Đỡ đi. Trời ơi, dù gì á, anh cũng hơn anh Mộng Thường. Trời ơi, chủ quán mà không có ăn cắt, đúng là đường nhốt. Ê mày, đứng tào lao mày, cho đập mặt mày không mày. Anh Hoàng, chiều nay em chúc anh chúc đặc biệt á, thôi em đi nha. Ừ, không, ăn dở làm sao để cho nó chửi vô mặt. Không có 1 ngàn, mua vé số. Ồ, bán số cũng đẹp dữ ha. 4, 5, 6, 7, 8, trời, tiến lên ngon ha. Ê, giàu ha, bữa nay mua vé số nữa. Trời đâu gì đâu, có vài chục lẻ mua mấy tờ số gọi là cho mấy đứa nhỏ nó vui mà. Vậy hả? Mấy chục lẻ hả, còn... Trả 40, tiền thiếu cà phê, nhanh. Hết tiền lẻ rồi. Ê, em nói nhiều nha, bữa nay là trả tiền cà phê tôi nha. Mà tôi la cho con nguyên sớm xúm lại đây mà ăn nhục gán chịu á. Trả tiền đi, la mà ăn nhục con sớm à. Mà trả chứ 2 tỷ nè. 2 tỷ gì? Biết trúng mà 2 tỷ. Thì lỡ chịu trúng rồi sao? Trời có 40 ngàn đổi 2 tỷ không chịu hả? Không. Ông nói nhiều nghe, ông thiếu dai như đĩa nè, trả tiền đây. Trả tiền đây. Nhanh. Nhanh. Trời. Trời. Gì? Anh lóc nhà nhanh, có gì kìa anh không được. Ủa cái gì vậy? Trời. Gì vậy? Trời. Trời. Nhà nó bị gì vậy? Có, đâu có gì đâu ta. Bình thường mà, có gì đâu. Trời ơi, cái thằng Hoàng nó tào lao. Ê, gì đó. Hả? Trời. Trời ơi, vậy là nó giả bộ chỉ nó nhà nó trốn rồi. Trời ơi, mày bây giờ làm sao? Em phải gọi điện cho con vợ nó mới được. Rồi chi vậy? Để cho con vợ nó dạy lại nó. Alo. Ui, sắp tới giờ rồi, chỉ chút xíu thôi mình sẽ thành tỷ phú. Ủa, bác Tứ đi đâu trong đó ra vậy? Tao vô đó ra là mày biết đi đâu rồi, hỏi vụ duyên vậy mày. Đánh trống lạng hả? Dạ, có đánh trống gì đâu. Đóng tiền nhà. Thì... Trời ơi, tháng nào cũng bắt tôi rống cổ lên mà tôi đòi không à. Bác Tứ không cảm đi, chờ vợ con về con đóng. Ê, mày là đường ông con trai mà sao mày sống mày nhờ vợ mày không vậy mày hả? Mày phải làm việc để mày kiếm tiền về mày đóng tiền nhà chứ. Nhìn mày nợ nó thấy nó tàn mạc nghèo. Nè, bác Tứ nói đàng hoàng nha, bác Tứ đừng nói cô tàn mạc nha, nói thẳng với bác Tứ luôn, sau 4 giờ rưỡi thì chưa biết ai giàu hơn ai đâu bác Tứ à. Nè, 4 giờ rưỡi một mày chút xíu thôi, một chút xíu thôi là bác Tứ thấy cái cảnh với con liền. Mày làm gì vậy? Trúng số. Cái gì? Trúng số. Thôi đây, chừng nào trúng đi là tính. Bây giờ đóng tiền nhà đi, nó nhiều quá. Có thử số rồi. Trời ơi, làm thấy ghét làm dò lẹ đi. Rồi vô móc tiền ra đi, đóng tiền nhà. Ly lợm à, làm gì rung. Tao đòi, lần nào tao cũng đòi. Bây giờ mày đặt rung lên cơn. Trời đất ơi, mày có lời mày cũng phải đóng tiền nhà cho tao. Hả mày? Ê, mày làm gì? Ê,
cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Trúng rồi. Trời ơi, mày trúng gió thì có. Trời ơi, để tao cạo gió cho. Để tao cạo gió cho ai mày. Tao giật mày. Trúng số. Âu ra, trúng số thiệt ơi. Bác Tân ơi, con trúng số thiệt nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 cây thẳng. Vậy gì? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi, số sách đặt. Đây nè. Mới coi, trúng số rồi. Trúng số rồi. Trúng số rồi. Em lặng. Ồn ào. Đây này. Không có cái đài nào mà sổ 1 giây mà 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trúng. Trúng đi. Trúng. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trúng. 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. Trúng nhau nhau nhau. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tôi trúng số ai em của con mà tự nhiên trúng số bỏ túi vậy, cái này của con mà trúng số rồi. Yeah, dao to rồi, dao to rồi. Câm lòng lại. Trời ơi, mày muốn chết hả? Mày muốn chết hả? Trời ơi, mày la lên như vậy á rồi cướp nó nghe, nó biết mày có tiền, nó vô đây nó giết mày, rồi nó giết luôn tao là sao hả? Không la nữa, không la nữa. Im lặng. Con phải đề phòng, mình trúng số, mình đừng có để cho ai biết hết trơn hết trọi. Con biết rồi, con biết rồi. Nói nghe nè, bây giờ con đừng đi đâu hết á, con vô nhà, con khóa chặt cửa lại, nghe không? Còn tao, tao tiến thẳng lên phường, tao gặp chủ tịch phường, gặp trưởng công an phường. Lên phường gì vậy? Tao báo là mày trúng số, để cho người ta túa xuống đây, người ta bảo vệ mày, để cướp nó không có giết mày. Đúng rồi, đó là một sáng kiến hay. Tao nói rồi mà. Trời đất ơi. Mấy cái thằng mà mua mà trời ơi, vậy là để đựng tiền. Trời ơi, lúc là ở hiền gặp lành mà. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ đổi đời. Ê, đổi cái gì? Đâu đổi. Giỡn mặt với tôi hả? Anh đâu dám giỡn mặt với em đâu. Tôi đã cấm không cho mua vé số mà, tại sao lấy tiền mua vé số là sao? Thì đó, đâu tính mua đâu. Tại thấy nó tội nghiệp quá, mua đại 5 tờ vé số cho nó thôi. Nhưng mà mua bây giờ trúng số mà, đâu có gì gọi. Cái gì? Ủa, trúng số mà. Trúng số gì đây? Em nhìn đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh trúng số rồi. Anh trúng số rồi. Ngó thôi đừng đụng vào hiện vật của người ta, nó không lấy của người ta nữa. Anh nói cho em biết trước, từ bữa tới giờ là anh không có tiền. Anh sợ em, anh nhịn em thôi. Còn bắt đầu từ bây giờ anh trở thành tỷ phú rồi. Anh không còn sợ em nữa. Bởi vì sao? Anh có tiền, anh có quyền. Ê, ê cái gì? Cái gì? Có quyền rồi sao? Có quyền là muốn làm cái gì làm, không cần sợ ai nữa hết. Giỡn mặt với tôi hả? Giỡn cái gì? Giỡn cái gì? Nè nè, tôi nói cho em biết trước nha. Lúc mà không có tiền, em quýnh tôi thì được. Còn bây giờ tôi có tiền rồi, đừng có hông. Trả cái điện thoại đây. Trả đây. Bây giờ có tiền nè, đi ra khách sạn năm sau ở chơi được không? Đi luôn đi cho. Nè, mày ngồi đi, mày ngồi giùm tao đi. Ha, chuyện đâu còn có đó. Bởi vì tao nói thiệt nha, tao tốt với nó dễ sợ. Trời ơi, nó cần cái gì tao cũng giúp, nó cần cái gì tao cũng cho hết trơn, minh hoàng. Trời ơi, tốt gì tốt. Con với lại ông Mộng Thường là mới tốt với minh hoàng. Không dám tốt đâu, mày tốt gì nói nghe coi. Trời ơi, Mộng Thường chở minh hoàng đi lãnh giải là quá tốt luôn rồi. Lỡ trên đường mà bị cái gì, bác Tư nghĩ đi. Cướp nó thủ tiêu một cái rồi sao? Dám tốt đâu. Mày đó, mày coi lại mày đi nha. Hồi lúc trước á, nó còn nghèo ha. Mày nói ra nói vô, mày nói xấu gì thằng Minh Hoàng á. Nó xấu gì, chị em người ta tâm sự với nhau. Tâm sự mày vạch mặt nó. Về rồi mọi người ơi. Về rồi, về rồi, về rồi. Đê. Cái bao đâu rồi, cái bóp đâu rồi, cái vỏ đâu rồi. Đâu rồi, giấu đâu rồi. Vui lên con, trời ơi, có gì đâu con. Minh Hoàng mày thấy không? Bác Tứ là bác tốt với mày nhất đó nha. Mày á, mày ở trong này, mày cần gì tao cũng giúp mày hết trơn nha. Giờ mày là phải giúp lại đó. Ôi, tốt ghê vậy. Ngày nào cũng cho người ta ăn cơm thừa, cơm mứa. Ăn hết thì đem cho người ta ăn. Đâu phải như vợ chồng con đâu. Qua quán cà phê uống cà phê là ghi sổ. Ghi sổ tới giờ con cũng có lấy đâu. Ở đó mà không lấy. Mày đòi sáng nha. Nó không trả, mày mét vợ nó đánh nó bơm đâu. Không sao, chị cho cưng luôn. Cho gì, giờ nó giàu rồi mà. Không cho nó cũng có tiền nó trả mày. Con này sao nó xấu miệng. Bác Tư ơi. Cái gì? Làm gì có tiền cho bác mà bác vui quá vậy. Mày điên quá à. Nó trúng số mà làm gì không có tiền. Trúng rồi trúng, lắc rồi. Làm gì trật. Mày đi với mày dò đúng 6 số rồi. Dạ đúng 6 số. Nhưng mà lộn đài. Mày nói gì?
Là sao? Có nghĩa là chật lắm rồi đó. Trời ơi, Linh ơi, trời ơi, sao quăng đồ hết trơn vậy? Đừng có đuổi anh đi mà, anh biết anh sai rồi. Mở cửa cho anh đi, anh thề anh không nghe số đâu. Linh ơi, Linh, mở cửa cho anh đi mà. Gì vậy? Biến khỏi cuộc đời tôi đi, Thùy Linh. Trời ơi, anh không có phép đâu, làm sao mà biến được Linh. Mở cửa cho anh đi mà, Linh ơi. Lên khổ quá mà. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi là niềm không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta muốn say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng muốn mơ cười mơ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu, bởi vì vợ tôi là nhất.